hôm qua sao? Hôm qua lúc mà ngồi xem mấy đội kia ấy. Tại mình cũng không nghe được mọi người nói gì. Nhưng mà lúc chơi game vui mà. Chơi màn giả gái xuất sắc. Ờ, hợp pháp. Hợp pháp nhá. Lần đầu tiên giả gái luôn á trời, thiệt luôn á. Mà kiểu mình chọn đồ cũng ngẫu nhiên đấy. Đấy là chọn chọn cái gì mặc đấy. Nhưng mà xem đã cho buồn cười lắm. Thơ lên giả gái. Đắn lông mi giả. Mà thấy con gái cực thiệt chứ. Cực nhỏ. Đúng rồi. Gì đâu đầm all body các kiểu. Giày cao gót. Giày cao gót đứng bao mỏi chân luôn. Đau chân đó. Đau góc chân hết. Mà quen đấy. Quen. Mình đi hoài quen. Qua tỏa sáng như là như đi vô hậu. Nhập vai bãi. Trời ơi ông. Kiểu nhập vai luôn. Thuyết trình các kiểu. Chúc năm em để năm em giả làm MC. Xong kiểu năm em cũng từng thi hoa hậu à? Ừ, năm em đang thi gì nè. Ở bên nước ngoài đi thi quốc tế luôn rồi đó. bảo sao đúng chuyên ngành kia. Ừ. Nên hỏi ra là biết à. Ứng xử kiểu. Ông nào nhỉ? Ông Thành. ông Thành. Tiểu thư. Sợ ông quá. Nhìn thay ông cưng anh. Ông bị mắt. Bị mắt nữa. Bị mắt nhìn giống Happy Pola. Công nhận không? Biết Happy Pola không? Happy Pola ở tận Thái Lan họ có được qua bên mình đúng không? Hôm qua thiệt sự là chưa nhìn thấy cái mặt mình trong gương luôn, không dám không dám soi gương. Anh đã xem lại. Thiệt luôn không biết. Anh đã xem lại trên TV nhá. Còn gì phải soi gương. Nhưng mà chắc kiểu mấy bạn bè trong giới mẫu của Phát chứ. Nó cười xỉu chứ. Đánh má hồng nè. Rồi dán mi. Đầm. Son môi. Em mặc cái đầm ôm rất khó nha, con gái mà còn kiểu lộ này lộ kia ấy. Tại nó cũng trong mẫu á, nên cũng biết dáng đi của mấy bạn người mẫu nữ á, nên học theo, diễn theo dễ lắm. Các bé từ 4 đến 14 tuổi hãy đăng ký tham gia siêu tài năng nhí mùa 2 ngay hôm nay.